Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chẳng chắc đáng ghê tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cảnh tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu ê nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn cùng bao nhiêu tai nạn
dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát, Thân Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên, Hiệp Chương Ứng Phán Nhĩ Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát, Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát, Thiền Nam Thư Nhờ Hơ Vô Lượng Ba Thế Quang Ước Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thị Quán Thế Âm Bồ Tát, Nhất Tâm Xưng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, Tấn Thời Quang Kỳ Âm Thanh Nhi Đăng Giải Thoáng. Như Hữu Trì Thì Quán Thế Âm Bồ Tát, Danh Giá Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do Thì Bồ Tát, Ngoài Thần Lưng Có Nhượng Vi Đà Thì Sở Phiêu Xưng Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Sứ Nhượng Hữu Ba Thiên Hoàng Ưng Chúng Sanh Vì Cầu Kiệm Ngân Lưu Ly Xa Cư Mã Não Sáng Ngô Văn Trân Châu Đăng Bao Nhầm Ư Đại Hải Già Sư Hắc Phong Suy Kỳ Thuyền Phương Phiêu Đòa La Sa Quế Quân Kỳ Trung Nhược Hữu Này Chi Nhân Nhân Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát, Danh Già Thì Chư Nhân Đặng Giải Đăng Giải Thoáng La Sáng Chi Duyên Danh Quán Thế Âm Như Phục Hữu Nhân Lâm Đương Bị Hại. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát, Danh Già Sở Bị Sơ Chăm Đạo Trường Tâm Đoàn Đoàn Hoài Nhi Đăng Giải Thoát Như Tam Thiên Đại Thiên Quân Đồ Mạng Trung Già Xóa La Sang. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát, Danh Giá Thì Chư Á Quỷ Thường Bất Năng Dĩ Án Nhạc Thì Chi Huống Phục Gia Hại Thiền Phùng Hữu Nhân Nhượng Hữu Tội Nhựa Vô Tội Nữ Giới Gia Thoa Kim Hề Kỳ Thân Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát, Danh Giá Giải Tân Đoàn Hoài Thực Đắc Giải Thoáng. Nhựa Tam Thiên Đại Thiên Quân Đô Mạng Trung Hoàng Thần Hữu Nhất Thường Chú Tương Chư Thượng Nhân Thề Trì Trọng Bào Kinh Qua Hiếm Lộ Kỳ Trung Nhất Nhân Tăng Thị Sương Ngôn Chư Thiền Nam Tứ Vân Đa Khung Bố Như Đăng Ưng Đương Nhất Tâm Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát, Danh Hiệu Thì Bồ Tát Năng Dị Vô Ý Thế Ư Chúng Sanh Như Đăng Như Xưng Danh Già Ư Tư Hoán Tạc Đương Đăng Giải Thoáng. Chúng thường nhân văn có phá thịnh ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đa ư dâm vô thường niệm cung kinh Quán Thế Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế
thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Đăng Ly Sân. Nhược đang ngữ si thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát Thiện Đăng Ly Sĩ Vô Tần Y Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Như Thì Đăng Đại Hoài Thần Lực. Đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam. Thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh. Cùng kinh lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa Bồ Tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn. Nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô dị ư bá thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý Bồ Tát bằng phần ngôn Thế Tôn. Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát. Thiền nam tử như hứa quang độ chúng sanh ứng dị Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng dị bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bích chi Phật thân nhi vị thuyết pháp ứng dị thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân nhi vị thuyết pháp ứng dị phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng dị đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng dị từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng dị đại từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng dị thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tỳ sa môn thân đăng độ gia tấn hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ứng dị trưởng giả thân đăng độ gia tấn hiện trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp ứng dị cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tế quan thân đăng độ gia tấn hiện tế quan thân nhi vị thuyết pháp ứng dị bà la môn thân đăng độ gia tấn hiện bà la môn thân nhi vị thuyết
pháp ưng di tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di. Thần đẳng đô giá thân hiền, tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di. Thân nhi về thuyết pháp ưng di trường giá cư sĩ thế quan bà la. Từng hiền vô nữ thân nhi về thuyết pháp ưng nhi, đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia. Từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ưng nhi, thiền long gia xoa càng tăng bàm. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đắng thân đắng đồ gia. Thân dài hiền pháp mừng di chấp kim cang thần đăng đồ gia. Thân hiền chấp kim cang thần nhi về thuyết pháp hồ tận y thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng. Chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường. Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Giảm Vô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cung Dường Quán Thế Tức giải cảnh chúng bào châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn. Nhân già thọ thơ pháp thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ tứ anh làm. Nhi thời phần cao quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quán thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi thọ kỳ anh làng. Phân tác nhị phân nhân phân phong thinh ca mô ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tần y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới. Nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ tung diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương xa hoàng thề thăm như ái lệnh kim bất tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khanh. Niệm bi quán âm lờ hóa khanh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng. Niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quán âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niệm bi quán âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niệm bi quán âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tà vương nàng khổ lâm hình dục.
đồng thọ chung niềm bi quán âm lần. Nào tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia thoa thu túc bị nữ giới niềm bi quán âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vâng lôi cô xiết đèn giang bà chưa đại vô niềm bi quán âm lớn ngưng thời đàn kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quang đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niềm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát ta thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuê thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài ba vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng an ma ni ba di 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 hồng an ma ni bác 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 di hồng
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam
Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Ma ba nhà ba la mật đa tâm kinh quang từ tại bồ tát hành thăm ban nhà ba la mừng đã thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế khổ ánh xa lời từ sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xa lời từ thì chư phá không tương bớ sanh bằng gì bằng cơ bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô thòm tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô xa thịnh hương vì sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cưu canh niến bàn tam thế chư phật ê mạng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì mạng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hưng cô thiền mạng nhà ba la mật đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tỳ a di đà na tỳ nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di dạ na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa điện dạ tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa dạ di ni dạ na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sáng ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cư pháp âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật nam
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm oai thần lòng lòng Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành, Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, diệu trang vương vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả, sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ấy chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, Đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền
tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho à, hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy à, Đức Như Lai truyền dạy không sai à, chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em trong khổ hải đò từ vấn đời từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngay Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hội phàm giới chư chúng người sanh tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo tịnh độ trung mà cứu phẩm liên hoa về phù màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bằng lữ nguyện về tự công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật tự quý Phật ấy đương nguyện chúng sanh à thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm tự quý pháp ấy đương nguyện chúng sanh à thâm nhàm kinh tạng à trí huệ tự quý tăng ai đơn nguyện chúng sanh
sanh